Cá. Mới đào không đây nè. Không rửa đó, cho cát nó đào rồi rửa nó màu hư. Rửa màu hư, rửa này đâu có rửa. Rửa nó màu hư lắm. Để vậy nha chứ lâu hư nè. Thấy mấy bà miên lên chưa? Chưa thấy bà mua xoài cái này gì chị Năm không có biết chợ rồi chứ có còn mấy trái bên kia, bên gửi cho mẹ, bên gửi cho mẹ.